Chúng tôi là Hoàng Bách từ thành phố Huy Tinh và tiến sĩ Đinh Xuân Quân từ miền Nam Cali. Xin trân trọng kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình trên Người Việt Channel. Chào tiến sĩ Đinh Xuân Quân. Vâng, trước hết xin chào quý khán thính giả của Người Việt Channel. Đây là một cái channel mới, tiếp tục cho Hoàng Bách Channel. Mà nghĩa là đây là một cái mới, thành ra tôi yêu cầu quý vị khán thính giả nghĩa là theo dõi và truyền cho bạn bè, nghĩa là rộng rãi. Đó là một. Cái thứ hai là xin chào anh Hoàng Bách từ Houston. Dạ vâng, thưa quý khán giả, như quý vị biết đó là cái chương trình Hoàng Bách Channel xin bị khó khăn, cho nên chúng tôi bây giờ chuyển qua cái chương trình Người Việt Channel và xin quý vị subscribe, like và share cho bạn bè thân hữu. Và quý vị có những cái phương tiện thì mong quý vị chuyển tải những thông tin này đến cho bạn bè để giới thiệu bạn bè và thân hữu. Thưa tiến sĩ Đinh Xuân Quân, ngày hôm nay là chiều thứ tư, ngày 19 tháng 1 năm 2022. Còn một ngày nữa, tức là ngày mai, là đánh dấu đúng một năm Tổng thống Joe Biden nhận chức Tổng thống Hoa Kỳ 46. Thì xin ông, qua một năm rồi thì chúng ta biết là Tổng thống Joe Biden trước khi lên nhậm chức á, thì ông cũng tuyên bố là làm sao đánh ngã cái đại dịch COVID-19. Cái thứ hai là nâng cái tình trạng kinh tế lên và tạo sự ổn định cũng như là giảm bớt cái sự chia rẽ trong nước, tức là tạo sự đoàn kết. Thì ông nhận định như thế nào qua một năm vừa qua, thưa ông? Bây giờ đó, đánh giá Tổng thống Biden là rất là khó, là tại vì ông ta được hưởng một cái gia tài gọi là, mình phải dùng cái tiếng Việt mình có kêu là nát bét, một cái gia tài nát bét mà làm trở lại được là rất là khó. Thì đây đó, tôi thấy là ông ta ở trong một cái hoàn cảnh rất là khó. Và cái khó khăn đầu tiên là quý vị biết là, tôi sẽ nói đi từ nội bộ tới vấn đề mà ngoại giao. Thì về vấn đề là những ông, cái gì ông ta hứa đó là làm chương trình hạ tầng cơ sở vật chất thành công, đã hứa và đã thành luật, đó là một cái thành công. Về vấn đề mà gọi là chưa tới được đó, ông ta hứa hai gói, một gói là hạ tầng cơ sở vật chất và một gói là hạ tầng cơ sở xã hội, con người. Tại sao mà ông ta chưa thông qua được cái gói hạ tầng cơ sở con người? Vì trong nội bộ gặp rất là nhiều khó khăn. Quý vị biết là nhiều tổng thống trước đây, kể cả tổng thống Obama, mà khi cuối năm nhiệm kỳ thứ hai đó, Đảng Cộng Hòa phá tới cùng, nghĩa là không làm việc được. Quý vị thấy không? Thành ra ở đây đó, chỉ có hai ông thượng nghị sĩ, một ông thượng nghị sĩ của West Virginia là ông Manchin và một bà thượng nghị sĩ của Arizona mà tiến trình phát triển, nghĩa là chương trình phát triển kinh tế của ông và con người của ông tổng thống 46 chưa được thành công, còn gặp rất là nhiều khó khăn. Nhất là cái gì, quý vị thấy không, khi ông ta về vấn đề là kinh tế thì đó là đầu tư cho tương lai, nhưng mà về vấn đề mà gọi là COVID thì nó vẫn lan tràn, mà không những COVID đi từ, nghĩa là variant đi tới bây giờ tới Omicron, và do đó nó còn nhiều cái mà khó khăn về vấn đề kinh tế, tiền kinh tế, là vì mình chưa biết, đâu có kiểm soát được. Nhưng mà nó có một cái hay, quý vị thấy là nước Mỹ là nước đầu tiên làm ra những cái vaccine mà được cả thế giới chấp nhận. Lẽ nhiên là Trung Quốc cũng làm vaccine vậy, nhưng mà nếu mà so sánh mà vaccine Trung Quốc và vaccine của Hoa Kỳ thì người ta thà cho vaccine Trung Quốc và người ta đi mua vaccine Hoa Kỳ. Thì ở đây đó,
đó là một cái thành công. Và trong cái chuyện đó, đó không những vaccine không đó, mà các khoa học gia Hoa Kỳ đã tìm được những cái thuốc chữa được. Chữa được. Nhưng mà quý vị biết là cái con COVID nó đâu có phải nó đợi ông Biden hay ông này ông kia, thì nó luôn luôn nó tiến triển, mà nó tiến triển mỗi một lần dưới hình dạng khác nhau. Và khi mà nó tiến triển như vậy thì là vấn đề mà gọi là khó khăn về kinh tế cho ông Biden. Tôi lấy một cái ví dụ. Khó khăn đầu tiên là cái gì? Quý vị thấy lạm phát. Lạm phát bây giờ là 7%. 7% là cao lắm. Tại sao? Mà tại sao nó lên tới 7%? 7% vì giá dầu xăng nó lên 50%. Các cái chuyện khác chuyên chở cũng lên trên 30%. Thì tất cả cái đó nó ảnh hưởng vào dây chuyền sản xuất của Hoa Kỳ. Tại Hoa Kỳ bây giờ đâu có phải sống một mình, nhiều cái phải nhập khẩu, và khi nhập khẩu rồi mới sản xuất ra, do đó còn gặp nhiều khó khăn. Mà cái này nó không phải là chỉ cho nước Mỹ mà không, mà đánh giá ông Joe Biden về cái này thì cũng không công bằng lắm. Tại vì cái này là cả thế giới bị 2 năm không làm việc, thì tự nhiên bây giờ muốn trở lại thì nó đòi hỏi nhiều cái mà gọi là rất là khó khăn. Nói tóm, nếu mà tôi đánh giá mà anh Hoàng Bách cho phép tôi cũng hơi mạn phép rồi. Về vấn đề nội địa thì nghĩa là ông ta làm được 60%, không có được 90% như ông ta muốn, nhưng mà ít nhất cũng được 60%. Về vấn đề mà đối ngoại đó, thì không phải là ở đây mà chúng ta cứ nghe Hoàng Bách mà thấy là nhiều người cứ tưởng là ca ông Joe Biden. Không phải, chúng ta là những người muốn tìm sự thật, thì cái việc mà rút quân tại Afghanistan nó không phải là một, nó thành công về vấn đề kỹ thuật, làm sao mang 15.000 quân trong có mấy ngày tới được Afghanistan để chở ta ra. Nhưng mà rút quân như vậy thì các đồng minh thế giới đều đặt câu hỏi Hoa Kỳ liệu có giữ những cái cam kết không. Nhưng mà quý vị biết là họ đây là họ là Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống 45 đã nghĩa là ngồi với Taliban rồi, nói chuyện với Taliban cả năm trời rồi. Thì ở đây đó, nó là một cái tôi phải nói được là vấn đề Afghanistan, mà nhất là tôi là cái người mà nằm ở Afghanistan 7 năm, thì đây là một cái vết trong cái quy trình mà gọi là của ông Biden. Nhưng mà đó là cái giỏ. Nhưng mà ông Joe Biden đã, đối với nhất là Việt Nam, đối với Á Châu và đối với Âu Châu đó, ông ta đã ngồi lại được với tất cả các đồng minh trên thế giới, các nước trên thế giới, và vẽn đi với các đồng minh trên thế giới, và ông ta đưa tới một cái nước cờ, gọi đây là một cái chính sách, nghĩa là mạnh mẽ hơn là thời kỳ ông Tổng thống 45 rất là nhiều. Mà hai cái chuyện mà ông ta làm đó, mà người ta có thể thấy được là quan trọng đó, là ở Á Châu quý vị thấy là cái gì? Cái đầu tiên đó là ông ta lên tiếng một cách mà không những vậy mà lưỡng đảng đều lên tiếng ủng hộ Đài Loan. Cái chuyện đó là một cái chuyện rất là quan trọng. Cái thứ hai là quý vị biết là mới đây đó, thì là chúng ta có một cái bản nghiên cứu của Bộ Ngoại giao về Biển Đông. Và cái bản nghiên cứu luật pháp về Biển Đông theo luật, nghĩa là Công ước Liên Hợp Quốc 1982 đó, thì rõ ràng cái bản nghiên cứu này, nó nghĩa là tôi phải tìm cái chữ, dùng cái chữ, nó đập nát về vấn đề mà luật pháp, đập nát những cái yêu sách của Trung Quốc. Những cái yêu sách của Trung Quốc là theo luật 82 đó là sai, rất là sai, mà sai rất là nhiều. Nhưng mà tôi thấy tới bây giờ đó,
Tại vì tôi cũng đã nghiên cứu về cái đó, tôi thấy thì họ bỏ rất là nhiều công phu để đánh giá từng cụm đảo một. Tôi lấy một cái ví dụ, theo cái luật biển 82 đó, thì người ta phải lấy cái đường căn bản đó từ một cái hòn đảo ra ngoài. Còn Trung Quốc đó, họ lấy hòn đảo cộng với là hòn đá, cộng với bãi ngầm, cộng với gì, họ cùng lại với nhau, rồi từ đó họ vẽ cái đường nghĩa là căn bản ra. Thì do đó cái việc mà Trung Quốc đòi 90%, 80%, 90% của Biển Đông là sai bét, đó là một. Cái thứ hai là cái việc này đó sai, cái việc mà Trung Quốc làm đó về vấn đề nghĩa là gọi là có họ có nghĩa là chủ quyền lịch sử về cái đó là bị bác hết. Thì quý vị thấy là đối với Á Châu, đối nhất là đối với Việt Nam, ông Biden đó có công rất là nhiều, có công rất là nhiều. Bây giờ đó, bây giờ nói tại ai mà đưa ra đường chín đoạn đó mà Trung Quốc nói ra đó thì người ta cười, người ta cười vì là quý vị thấy căn bản cũng bị sai bét rồi. Thì nếu mà tôi đánh giá được, chưa hết. Còn một cái nữa là về vấn đề Ukraine. Quý vị biết đó, ở Ukraine đó, nó là Nga. Nga muốn gì? Nga muốn ngồi với Hoa Kỳ để thương thuyết không cho Ukraine vào NATO, không cho vào Bắc Đại Tây Dương. Cái chuyện này nó là cái gì? Là đi ngược lại với lịch sử. Ông Putin muốn ông Biden ngồi với ông Putin để nói chuyện lại, tưởng như là giữa ông Stalin và Tổng thống Roosevelt từ 1943 mà ngồi ở Yalta mà nói chuyện. Cái đó là sai bét. Bây giờ Liên Xô không còn nữa. Liên Xô không còn nữa. Thì làm sao mà nó muốn như vậy được? Làm sao mà, thì nếu mà cái việc của ông Putin làm đó, nó không khác gì việc của Trung Quốc làm đối với Việt Nam. Nước lớn ăn hiếp nước nhỏ, đúng không? Tự mình cho mình cái quyền. Ai cho ông Putin cái quyền mà cấm Ukraine vào NATO? Quý vị biết là theo hiến chương của Liên Hợp Quốc, mỗi nước chỉ có một vote mà thôi. Mặc dù Nga là ở trong nghĩa là hội đồng nghĩa là security bảo an Liên Hiệp Quốc, bảo an, hội đồng bảo an, nhưng mà không phải như vậy mà Nga có quyền mà cấm Ukraine vào cái này vào cái kia. Ukraine là một nước độc lập thì họ có quyền, họ có quyền lấy quyết định. Quyết định hay dở là một chuyện khác. Thì quý vị cứ ví dụ cái cách làm việc Trung Quốc và cách làm việc của ông Putin đó, nó cũng khác gì nước lớn ăn hiếp nước nhỏ, cá lớn ăn cá nhỏ. Và như vậy không còn luật pháp quốc tế. Vì vậy đó mà tôi cứ nhắc lại, cái này là vấn đề điều căn bản. Một nước nhỏ làm sao chống lại một nước lớn nếu mà bị nghĩa là oan ức? Thì chỉ có luật pháp quốc tế nó giúp một nước nhỏ có thể đứng đầu, đương đầu và có thể cãi lại với một nước lớn. Thì ví dụ tôi chỉ lấy một cái ví dụ như là cái bản điều trợ, bản nghiên cứu 150 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, nó cho thấy rõ ràng là Trung Quốc không có lý do mà vẽ cái đường lưỡi bò, đường chín đoạn hay gọi Việt Nam gọi là đường lưỡi bò, không có giá trị trên phương diện luật pháp quốc tế. Lẽ nhiên thực tế đó, nó còn cái chuyện đó. Bao giờ cũng vậy, mình có luật pháp mà đi chơi với Yukon đó, thì phải có cái là phải có thù, phải có võ, phải có này có kia thì mới được. Nhưng mà dù muốn dù không, trên phương diện pháp lý, Trung Quốc không có lý do nào cả để áp bức, để ăn hiếp những các nước chung quanh vùng Biển Đông. Ví dụ tự nhiên Trung Quốc cho kéo cái dàn khoan 980 vào
vào khu vực độc quyền của Việt Nam. Tại sao họ dùng cái đường căn bản và họ nói cái đó là giữa Hải Nam và Việt Nam? Cái đó không đúng, cái đó là chặt. Do đó quý vị thấy không, tất cả những cái điều mà Trung Quốc làm đó, bây giờ lẽ dĩ nhiên là qua cái căn bản đó thì cái vấn đề mà chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa Trường Sa đó không phải là chủ quyền không, nhưng mà cái vùng mà biển chung quanh mà độc quyền kinh tế thì tương đối phải coi lại, phải update lại để cho nó rõ ràng. Nhưng mà dù muốn dù không, về vấn đề mà gọi là tôi nói là về vấn đề đối ngoại thì ông Biden đã gây được một cái tinh thần, nghĩa là hợp tác giữa Hoa Kỳ và các nước. Mà bây giờ quý vị thấy, bây giờ nếu mà Hoa Kỳ chỉ đứng đằng sau dựa lưng thì Úc và Nhật đã ký kết với nhau. Hơn nữa quý vị thấy thì nhờ cái đó, nhờ cái cách ngoại giao mà để ý tới các người, mà quý vị thấy có ông Joe Biden có bao giờ mà đòi mà cái là Nam Hàn hay Hoa Kỳ hay Nhật phải đóng thêm tiền không? Họ quên đó, cái đó là chuyên xạo. Tôi nói tại sao xạo là chỗ này, khi mà Hoa Kỳ đóng quân tại Nhật hay tại Nam Hàn, Nhật và Nam Hàn đều chi cho cái việc đó, chứ không phải là đóng quân, nghĩa là ông Trung nói là mà nghĩa là các nước Nhật hay là Nam Hàn hay là Âu Châu là lợi dụng Hoa Kỳ. Không phải đâu, Hoa Kỳ phải có lợi thì họ mới đóng quân tại Nhật và tại Nam Hàn hay là tại Âu Châu. Mà khi họ đóng quân đó thì các nước đều đóng góp cả. Cái đó là cái việc mà nghĩa là tôi nói là fake news đó, là ở chỗ đó đó. Fake news đó, cái chuyện nó không có thật. Mỗi năm ngân sách của Nhật và ngân sách của Nam Hàn và ngân sách của Đức hay là của các nước khác đều phải chi cho việc mà đóng quân tại Âu Châu, tại Nhật hay là tại Nam Hàn. Thì đó là cái việc. Thì nói tóm đó, về vấn đề mà đối ngoại đó, thì tôi nói là ông ta không phải là làm 90% không được đâu, tại vì cái vấn đề cái vết nhơ tại Afghanistan, nhưng mà ông ta cũng được 70%. Thì ở đây khi tôi đánh giá là về đối nội thì một năm của ông Biden thì độ thành công 60%, và về vấn đề đối ngoại, về vấn đề chính sách đối ngoại ngoại giao đó, thì tôi nghĩ là ông Joe Biden được 70%, chứ không phải là 60% như đội viện đó. Dạ vâng. Cảm ơn ông Quân đã vừa phân tích và vừa đánh giá về cái vấn đề một năm vừa qua của Tổng thống Joe Biden nhận chức. Nhưng mà phải nói là cái biến cố, đặc biệt là con COVID-19, nó quá đây nổi. Biến thể Delta xong rồi tới Omicron, nó làm dập liên tục. Mà là bên cạnh đó là Cộng hòa họ luôn luôn họ chống lại chích vaccine. Chứ nếu mà quả thật là mình đã có đầy đủ vaccine chích dư giả mà lại dân không chịu chích, là do những cái nguồn tin, những cái cung cấp đó nó không đúng sự thật và luôn luôn xuyên tạc. Cái điều mà muốn đặt ra, muốn nêu lên đó là tại sao đảng Cộng hòa họ luôn luôn họ xuyên tạc? Phải chăng là vì họ muốn, nếu mà chích hết vaccine á thì ông Biden có cơ hội kinh tế nó sẽ phát triển và mọi cái vấn đề nó sẽ ổn định? Phải chăng là họ muốn người dân không chích vaccine để rồi người dân cháy rồi đổ lỗi? Cái đó là lỗi Biden hứa hẹn mà không làm gì cả. Phải đúng như vậy không thưa ông Quân? Tôi đánh giá một cách nó tế nhị hơn về cái chuyện đó. Nhưng mà mình biết là đảng Cộng hòa dưới ông Trump, dưới ông Tổng thống 45 đã làm nhiều chuyện sai trái, đã làm nhiều chuyện sai sai. Ví dụ ông ta nói đừng có chích, nhưng mà chính ông Trump là cái người chích ba mũi. Có ai dám nói là ông Trump không có chích ba mũi không? Chính ông ta nói là tôi đã chích ba mũi rồi. Thì những người nào nghe
những lời khuyên của ông Trump đó thì là họ bị lánh. Quý vị cũng như là cái vấn đề mà 6 tháng 1 đó, quý vị biết là những cái người mà lên trên mà nghĩa là quốc hội mà biểu tình đó là bây giờ là nhiều người đã ngồi tù rồi. Tôi không biết là có bao nhiêu người trong đó, có bao nhiêu người Việt Nam, có mấy anh Việt Nam ở bên Texas nữa cũng bị rồi. Thì tôi không, thì đó là những người nhỏ, trong khi ông ta vẫn chưa bị gì hết. Không phải là chưa bị điều tra mà còn bị điều tra giáo giết. Và vấn đề ở đây đó, tôi muốn nhắc cho quý vị khán thính giả, ở đây nó có một cái điều rất là khác với các nước cộng sản hay là các nước mà độc tài. Đây là tam quyền phân lập. Quốc hội có điều tra ngày 6 tháng 1 để cho quốc dân thấy những cái gì nó xảy ra. Chứ quốc hội không có quyền trừng phạt hay là lên án ông Trump hay là Đảng Cộng Hòa. Chỉ có tòa án, chỉ có tòa án là gọi là một trong ba cái trụ cột của nền dân chủ đó. Chỉ có luật pháp mới có quyền trừng phạt mà lên án hay là phạt phạt những người đó. Thì quý vị thấy là những cái người mà tham gia 6 tháng 1 đó là họ, những cái người các con đó thì là đã bị phạt rồi, đã ngồi tù rồi. Tôi nhớ, tôi còn nhớ coi mà kể cả có một anh cảnh sát mà gốc Việt Việt Nam mà cảnh sát mà lên nó biểu tình thì cũng bị mất chức và không những vậy còn ngồi tù nữa. Tôi không biết, dù tù không có nhiều đâu, 45 ngày. Thì quý vị thấy ở bên Hoa Kỳ đó, vấn đề không phải là 45 ngày. Anh ở tù một ngày, anh cũng bị dính vào trong cái hồ sơ tòa của anh là anh có bị án rồi. Có bị án đó, là không thể nào làm cho chính phủ được. Không thể nào làm những cái chức, giữ những cái chức vụ về vấn đề mà gọi là luật pháp, về vấn đề mà của liên bang được. Tại vì anh có án rồi, có tiền án rồi. Việt Nam mình nói là tiền án đó, cái casier judiciaire đó, cái tiền đó. Thì vì vậy đó, đó là một cái chuyện có phải là như là nghe người ta xúi vậy. Thì rốt cuộc là lãnh đủ chứ ông tổng thống hay gia đình tổng thống chưa bị gì chứ không phải là không bị. Tôi muốn nhắc lại cho quý vị khán giả. Nhiều người quen tôi cứ hỏi tại sao mà người ta thấy rõ ràng nó phải ăn gian nói dối thế, vậy mà tại sao mà không mang ra xử, thế là chắc chắn rồi. Không có, khi họ có chứng cớ rồi thì họ chuyển qua Bộ Tư pháp, và Bộ Tư pháp nghĩa là thực thi luật pháp chứ không phải là quốc hội thực thi luật pháp. Quốc hội chỉ lập ra luật mà thôi, hay là lập ra hay là cho ngân sách mà thôi, chứ không có quyền phạt là xử. Dạ bác, cái chỗ này muốn hỏi ông Quân để mà giải thích thêm để cho quý khán giả chúng ta hiểu. Tức là Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 là điều tra về cái vụ bạo động, ai là chủ mưu, ai là tiếp ta về vấn đề này. Đó là của quốc hội. Cái điều thứ hai là Bộ Tư pháp bắt trên 735 người. Và trong đó đã bỏ tù cũng như là kết án một số người. Như vậy cái vai trò của Bộ Tư pháp cũng đi tìm sự thật. Ai là chủ mưu trong ngày 6 tháng 1. Như vậy thì Bộ Tư pháp có hai cái hồ sơ. Hay nói cách khác là Bộ Tư pháp bây giờ đang điều tra ráo riết của phía Bộ Tư pháp. Nhưng mà nếu quốc hội họ điều Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 mới chính thức xong rồi đó, họ báo cáo rồi họ lập cái coi như đúc kết, họ chuyển qua Bộ Tư pháp. Như vậy là Bộ Tư pháp có tất cả hai hồ sơ, một cái là chính họ điều tra và một cái là do quốc hội điều tra. Vậy thì cái câu hỏi với ông Quân đó, trong cái thời gian điều tra mà nếu bên Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 họ có những cái dữ kiện mà bên Bộ Tư pháp chưa có, hoặc là ngược lại Bộ Tư pháp có những dữ kiện mà bên quốc hội điều tra không có, họ có quyền bổ túc cho nhau không thưa ông? Dạ vâng, thưa, cái chuyện đó là đúng rồi. Mà thường thường đó, cái chính của cái Ủy ban điều tra của Hạ viện đó là cho quốc dân, cho toàn thể quốc dân thấy những cái gì nó xảy ra.
tự nhiên người ta cứ nói là ngày 6 tháng 1 tự nhiên cái đó là nó xảy ra, không có. Đây là theo, nếu mà mình theo dõi kỹ đó thì đây là họ đã tổ chức. Không những vậy, không những mà tổ chức đó, họ còn làm nhiều chuyện giả dối, như là vấn đề mà cử tri đoàn. Quý vị thấy cử tri đoàn đó, khi mà chúng ta đi bầu rồi thì chúng ta bầu ra một số cử tri đoàn, và cái cử tri đoàn đó họ chỉ vấn đề là báo cáo lên thôi cho ông phó tổng thống là chúng tôi đã báo cáo cho cái ban mà bầu cử, và sau đó từ cái ban bầu cử nó gửi lên quốc hội, gửi lên Washington DC để báo cáo cho phó tổng thống để công nhận là ông 46 đã thành tổng thống rồi. Thì ở đây đó, không những vậy mà người ta còn tổ chức làm giả, làm những cử tri đoàn giả để cố gắng kéo dài vấn đề không công nhận ông 46 làm tổng thống. Thì quý vị biết những cái chuyện đó nó đã được đưa qua bên Bộ Tư pháp. Tội gì? Cái tội đó rõ ràng làm giấy giả. Làm giả là có tội nặng rồi, đúng không? Không những làm giả mà làm cử tri đoàn giả, lấy mọc giả. Toàn như vậy thì quý vị thấy là những người đó thì thể nào cũng lãnh đủ thôi. Thì nhưng mà quý vị thấy nó rõ ràng, cái dân chủ đó nó khó là cái chỗ là không phải là quốc hội nói là anh này có tội là anh này có tội, không phải. Quốc hội chỉ điều tra thôi, và cái quyền mà nói là ai có tội không là quyền của Bộ Tư pháp. Ba quyền phân luật thì chúng ta cứ nhớ, cứ không có phải là như ở Việt Nam đó, nghĩa là nói ở trên nói xuống là bao nhiêu năm là tư pháp đâu có tư độc lập. Rõ ràng nó cho thấy là xứ Hoa Kỳ là một xứ, ai ngồi nghe chúng ta mà nhất là mấy người ở Việt Nam đó, hay là những người nào không có ưa chúng ta cũng đều phải công nhận qua những cái việc này thì là rõ ràng là có tam quyền phân luật thật chứ không phải là giả. Và không những vậy mà cái tam quyền phân luật này nó giúp cho xứ Hoa Kỳ hơn 200 năm không có khi nào có thể độc tài được. Dạ vâng. Bây giờ thì mình đi tiếp, khi ông nhắc tới cái vấn đề điều tra đó thì chúng ta thấy ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 càng ngày họ còn ráo riết gỡ những cái thư mời. Mới đây ngày hôm qua thì họ gửi thư mời cho ai? Họ mở thư mời cho ba người luật sư của mà cận kề của ông 45, tức là Donald Trump. Thì chúng ta thấy ông Giuliani, tức là một ông thị trưởng, và ông đó suốt trong cái thời gian mà sau bầu cử đó là ông đi tới đâu là ông tuyên bố, vừa là họp báo vừa là tới có cái chương trình kiện tụng lung tung, và lúc nào cũng trả lời với báo chí là do ông có là núi hồ sơ. Nhưng mà khi tòa hỏi hồ sơ đâu thì nói lạng quạng không có, mà ra họp báo thì ông với bà Sidney Powell thì cứ nói rằng chúng tôi có cái tài liệu mà nói về dân lận bầu cử, chúng tôi có chứng cứ rõ ràng, nhưng mà tòa hỏi thì không có. Cũng như là bà Sidney Powell bà nói luôn luôn như vậy. Thì bây giờ cái giấy của ủy ban họ điều tra, họ mời ba người luật sư, có một người mà chúng tôi cũng quen đây, thì ba người để mà có thể cung cấp những hồ sơ. Và mới đây ủy ban họ cũng cho biết thêm là họ qua những cái điện thoại, họ có những cái lời nhắn của ông Eric Trump, tức là con của ông Trump, là người tình nhân của con của ông Trump nữa, tức là nhắn qua nhắn lại như thế nào mà kể cả bằng mail họ gửi, thì lần lần đó họ cung cấp ra cho quần chúng, cho dân chúng biết thêm những cái dữ kiện. Riêng thì cái vấn đề điều tra này đó, thưa ông Nông Quân, thì theo lời ông chủ tịch của ủy ban điều tra và bà Sidney Powell, Lee Cheney cho biết đó, là cái ủy ban này chừng vài 2 tháng nữa là họ có thể gửi qua một cái hồ sơ, họ đúc kết một hồ sơ tạm thời, và có thể mùa hè họ đúc kết một cái hồ sơ chính thức final đó. Thì thưa ông, cái ủy ban nó dường như họ ráo riết để làm những cái chuyện này, thì ông đánh giá hình như là nó sắp kết thúc phải không thưa ông? Vâng. Trước hết là tôi muốn nhắc lại cho quý khán giả thấy đó, là vì vấn đề nói dối mà tiểu bang New York đã treo cái bằng
hành nghề của ông Giuliani, ông ta bị treo giò rồi. Đó ở DC một. Nữa, ở DC nữa. Vâng, ở DC nữa. Đó là một. Cái thứ hai quý vị biết, khi ông ta ra ngoài ông ta nói là tha hồ nói, cái quyền tự do nói. Đó là cái quyền số một của nghĩa là Hoa Kỳ, tự do nói. Nhưng mà khi ra tòa đó không dám nói, là tại vì phải thề, thề nói sự thật, tôi thề tôi sẽ nói tất cả sự thật. Thì khi ra tòa đó, ông ta có bao giờ ông ta nói là ông ta có chứng cứ là có gian lận không? Không có. Thành ra quý vị thấy là họ bao giờ cũng vậy, họ có hai cử chỉ. Nếu mà ra tòa nó là khác, ra tòa anh lộn xộn nói thế nào cũng anh bị cùm thôi. Còn nếu mà anh tự ra anh ra ngoài là anh là công dân, anh muốn nói gì anh nói, đúng không? Nhưng mà quý vị biết là chính mấy người đó trong cái vụ 6 tháng 1 đó, nó có hai vấn đề tòa. Một vấn đề là civil law, vấn đề là các công ty làm máy và bầu cử đó, họ kiện ông Giuliani và bà Powell là nói là máy này là dòm, máy này là thay đổi cái gì đó, thì họ kiện mấy tỷ đồng. Đó là nó vẫn còn chưa có hết. Thành như quý vị thấy không thể nào né trách nhiệm được. Có thể khi họ nói là máy này là máy dòm, máy này là từ Venezuela họ làm này kia, thì các công ty đó họ kiện vì bôi nhọ họ, bôi xấu họ, và họ bị thiệt. Thì cái đó quý vị theo không phải là tự do muốn nói thì nói, thì cái đó là bị nghĩa là và kiện về nghĩa là civil, tôi không biết là gì, về không phải là về dân sự. Thì cái đó rõ ràng không phải là nói tự do muốn nói thì nói, thì bị kiện đó. Còn về vấn đề chính trị đó quý vị theo ra tòa đâu có dám nói là tôi có chứng cứ ở đâu, không có. Thì nó là hết. Thì quý vị thấy ở đây đó, mặc dù là Hoa Kỳ là một cái nước tự do nói, nhưng mà anh nói bậy mà đụng tới người khác đó thì cũng lãnh đủ. Thì quý vị thấy là không phải là khi mà ông Giuliani và bà Powell ra nói là cái máy này là máy dòm, máy này là từ Venezuela hay gì đó, thì cái đó là đã bị kiện rồi. Và nó tiếp tục kiện. Cái thứ hai nữa là bây giờ ủy ban 6 tháng 1 mời mấy người này ra điều trần. Mà quý vị biết điều trần ở trước quốc hội hay là ở trước tòa đó, đều phải thề hết. Thành ra họ né kinh khủng lắm. Tại vì ra mà nói bậy một cái thì là chỉ ngồi tù thôi. Ở đây đó, quý vị thấy là khi chúng ta ở Hoa Kỳ, nếu mà chúng ta biết luật lệ đó, chúng ta hiểu cách làm việc mà không phải lúc nào cũng đi nói. Mà nói mà không có kiềm chế, mà nói thì có thể bị kiện được. Tại vì nó đụng chạm tới người khác, đúng không? Thì ở đây là mặc dù là gọi là gì, hiến pháp tự do ăn nói, nhưng mà không phải ăn nói cái gì cũng được. Tại ăn nói thì đụng chạm tới người ta, thiệt thòi cho người ta thì người ta kiện. Mà người ta kiện thì quý vị thấy là kiện này là họ đòi mấy tỷ đấy. Cái công ty mà gọi là làm cái máy mà bầu cử đó, thì họ kiện mấy tỷ đồng đó. Thì cái chuyện đó nó vẫn còn chứ đâu có phải hết được. Thì không có thể, cái vấn đề ở đây đó là không thể trốn tránh trách nhiệm. Không thể trốn tránh trách nhiệm được. Đó là một. Cái thứ hai nữa là không có thể nào cứ kéo dài thời gian được hoài. Quý vị thấy biết là không những ông Trump bị về 6 tháng 1 bị điều tra từ hồ Mueller, rồi điều tra ăn gian về tài sản ở New York, và bây giờ lôi ra hết. Quý vị thấy không? Nó có một cái đặc biệt mà tôi muốn nhắc đi nhắc lại. Quý vị có thể tránh được, kéo thời gian được, nhưng mà không ai, kể cả tổng thống, ngồi trên pháp luật. Không ở xứ Mỹ, không ai, kể cả tổng thống, tôi nhắc lại nữa, ngồi xổm trên luật lệ được. Thì ở đây đó quý vị thấy là
các cái vụ điều tra nó vẫn tiếp tục, và cái này nó sẽ gây rất là nhiều khó khăn cho gia đình hung thủ. Dạ vâng, bây giờ thì thời gian cũng không còn nhiều. Thứ âm thì qua cái vấn đề mà chúng ta biết là ông Donald Trump đó, bây giờ cái ngày hôm nay là cái ngày chốt khi mà ba chánh án họ quyết định cái hồ sơ lưu trữ ở tòa bạch ốc với trao cho ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 2020, thì phía luật sư của ông Trump sẽ gỡ lên tố cao pháp viện để khiếu nại. Nhưng mà hôm nay là ngày chót, nếu mà tố cao pháp viện không quyết định thì cái hồ sơ đó coi như là đương nhiên là họ chuyển qua ngày 6 tháng 1 điều tra. Thì ông nhận định như thế nào? Ngày nay mình chưa thấy là bên luật sư của ông Donald Trump yêu cầu là tố cao pháp viện quyết định gấp rút, nhưng mà bữa nay là ngày chót rồi, thì ông đánh giá như thế nào? Họ liệu rằng tố cao pháp viện họ cũng quyết định, hay là họ lờ luôn, tức là bỏ ngoài cửa, để là đương nhiên là phải đưa cái hồ sơ này cho bên ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1. Tôi chỉ nhắc cho một cái principle, một cái quy tắc không nhúc nhích được. Không ai ngồi trên pháp luật cả, kể cả tổng thống, nhất là một cựu tổng thống chứ không phải là một tổng thống. Thì bây giờ đó, tố cao pháp viện, bây giờ mình phải đặt lại một cái trường hợp khác. Tố cao pháp viện có hai, họ làm ngơ đi thì tự nhiên là án nói là phải đưa hồ sơ, tại vì có kiện ở tòa ở dưới rồi, rồi mới đưa lên tố cao pháp viện được. Thì có hai cách, tố cao pháp viện có thể làm ngơ để 24 tiếng thôi để nó qua, thì là ngày hôm sau là ngày mai là tất cả là họ sẽ nói tòa dưới nói thôi đưa hồ sơ qua bên kia. Đó là một. Hai là họ lấy quyết định, nhưng mà không có tối cao pháp viện nào có thể bào chữa là một ông cựu tổng thống có thể ngồi trên pháp luật cả. Rõ ràng là hiến pháp Hoa Kỳ và tất cả, nghĩa là cột trụ của ngành luật pháp Hoa Kỳ không bao giờ chấp nhận cái chuyện mà ai có thể ngồi xổm. Nó gọi là, tôi dùng cái chữ nó không được đẹp lắm, nhưng mà đó là đúng, ngồi xổm trên pháp luật. Đó là như vậy. Thành ra tôi thấy dựa trên cái đó, tôi không phải là tôi ngồi ở trong, tôi không biết được 9 ông tố cao pháp viện quyết định ra sao, nhưng mà tôi có thể nói là dựa trên cái quy tắc đó thì khó mà ông tổng thống 45 có thể né được cái chuyện là vấn đề là đưa các hồ sơ của ông ta ra tòa, nhất là tôi nhắc, ông ta là một ông cựu tổng thống, ông ta không có thể van víu được. Khi ông ta còn làm tổng thống thì còn thể nói được tôi đang làm, thì nghĩa là nếu mà quý vị làm những cái chuyện này thì nó gây khó khăn cho nghĩa là chính sách của Hoa Kỳ này kia. Nhưng mà ông ta hết rồi, ông ta là cựu tổng thống. Do đó tôi nghĩ là không có tòa nào mà có thể gọi là ngồi trên cái quy tắc đó, gọi là không có ai né được hết, không có ai ngồi trên pháp luật. Do đó tôi có thể đoán được, tại vì cái này là cá nhân của tôi dựa trên cái quy tắc mà gọi là pháp luật đó, thì nghĩa là tôi chỉ có thể đoán được là tòa tối cao cũng phải rốt cuộc cũng phải chấp nhận cái việc đưa các cái hồ sơ đó đưa cho cái ủy ban điều tra. Đó, đó là cái chuyện mà đây là cái cá nhân của tôi, mà nghĩa là gọi là định cái chuyện này dựa trên cái quy tắc này thôi. À, chờ thấy ngày hôm nay là mình quyết định, mình biết là họ có đưa hồ sơ hay không, bởi vì tố cáo pháp viện mà không quyết định thì automatic cái hồ sơ đó sẽ được trao. Bây giờ thì một cái câu hỏi với ông Quân đó, và cái câu hỏi này nó nói lên cái con người của ông Donald Trump. Nhiều người nói là ông Trump là võ, là tài ba, lỗi lạc, thế này là thiên sứ đủ hết. Nhưng mà thật sự trong đảng Cộng Hòa đó, một cái người mà thân cận với ông Trump luôn luôn đi cạnh kề, tức là cái fan cứng của ông Trump đó, là ông Ron DeSantis, tức là thống đốc của tiểu bang Florida. Ông này là một con gà ứng cử viên
sáng giá của Đảng Cộng Hòa sẽ ra ân cử, mà không những mình ổng mà có một số như ông Pompeo hay là ông Mike Pence, tức là phó tổng thống, sẽ ra ân cử. Nhưng mà ông Trump đó, không lúc nào mà ổng nói rằng ra hay không ra, ổng không quyết định. Cứ hằng hai báo chí hỏi thì nói là chờ xem, rồi ông cứ không trả lời dứt khoát. Thì ông Ron DeSantis gần đây đó, như là một cái ngôi sao sáng bên phía của Đảng Cộng Hòa. Và ông Trump đối với ổng đó, chỉ có ổng là sao bắt đầu thôi, là sớm nhất thôi, không có nhân vật nào mà sớm bằng ổng ấy. Thì gần đây dân chúng ở bên Đảng Cộng Hòa hay là nói đảng viên Đảng Cộng Hòa họ đề cập tới nhiều tới ông Ron DeSantis, và cái điều này làm cho ông Trump khó chịu. Cho nên chúng ta thấy ông Trump đã phản pháo lại bằng cách là ông nói là những đảng viên của Đảng Cộng Hòa cao cấp đó, nghĩa là nhát gan, chích vaccine lần thứ ba rồi mà không dám thừa nhận, trong khi đó ông thừa nhận. À, cái điều này ông nói như vậy là ám chỉ ông Ron DeSantis. Ông Ron DeSantis đã chích hai mũi nhưng mà mũi thứ ba chích chưa thì không biết, ông cứ ở mờ. Cái điều này muốn nói, ông đẩy thẳng cho ông Ron DeSantis. Cái điều đó nó nói lên, ngay báo chí họ cũng đề cập tới là ông ganh tị, dùng chữ ganh tị thì theo Việt Nam là đúng. Ron DeSantis là cái ngôi sao, mà ông đúng ra là ông là con ngôi sao bắt đầu, bây giờ ông Ron DeSantis chiếm ông. Cho nên ông bắt đầu nói ngược lại. Và ngược lại đó thì ông Ron DeSantis cũng lên tiếng phản bác và công khai đua thẳng tới ông Trump. Thì qua cái sự kiện này chúng ta thấy là mặc dù hai cá nhân mà hai cá nhân này nó tiêu biểu cho Đảng Cộng Hòa. Cho nên chúng ta thấy là ngay trong hàng ngũ Đảng Cộng Hòa thì càng ngày càng nó có thêm mâu thuẫn. Thì ông Quân nghĩ sao về cái sự kiện đang xảy ra? Tôi chỉ muốn nhắc lại một tí lịch sử Hoa Kỳ mà thôi. Trước đây đó, khi có gọi là nô lệ đó, còn vấn đề nô lệ da đen, người da đen đó, thì Đảng Cộng Hòa là cái đảng đứng lên bảo vệ cho người thiểu số. Đúng không? Yeah. Trong bao nhiêu năm đó, mà những cái người mà nhất là của miền Nam nước Mỹ, những cái miền Alabama, những cái chuyện mà đứng lên bảo vệ, gọi là phân chia chủng tộc đó, là Đảng Dân Chủ. Quý vị thấy bây giờ nó lại ngược lại. Bây giờ lịch sử Hoa Kỳ lại ngược lại. Cái đảng mà nó bảo vệ cho người thiểu số, người da màu đó, là Đảng Dân Chủ. Bảo vệ cho xã hội, bảo vệ cho nghĩa là quyền lợi cho cá nhân, thì là Đảng Dân Chủ chứ không phải là Đảng Cộng Hòa. Ngược lại, Đảng Cộng Hòa bây giờ là bảo vệ cho kỳ thị chủng tộc, bảo vệ cho nghĩa là dân túy, bảo vệ cho, thì ai cũng thấy với cái con số, với cái census, với cái thống kê và kiểm tra dân số đó, thì dần dần nước Hoa Kỳ đa số không phải là người da trắng nữa. Và nếu mà tiếp tục như vậy đó, thì Đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục thua. Vì vậy tại sao mà họ phải làm lại các luật bầu cử, viết lại những cái luật trong nhiều tiểu bang để làm khó khăn cho vấn đề đi bầu. Quý vị thấy tôi ở California đi bầu dễ ở cả, ghi danh vào trên computer và đi bầu 15 ngày trước nữa. Thấy không? Tôi chỉ bỏ vào phong bì, vào bao thơ tôi bầu cho ai thôi. Bao giờ cũng vậy. Cái quy luật làm sao, dân chủ là làm sao làm dễ dàng cho người ta, người dân dùng cái lá phiếu. Ngược lại, bây giờ Đảng Cộng Hòa là bảo vệ cái vấn đề mà người da trắng, bảo vệ cho đừng có làm cho người ta đi bầu dễ dàng. Tại vì sao? Tại vì họ biết nếu mà tiếp tục như vậy, Đảng Cộng Hòa sẽ tiếp tục thua. Thì đó nó là những cái chuyện mà gọi là tôi nghĩ là vấn đề đó, là nếu mà người chúng ta nên nhìn vào cái lịch sử Hoa Kỳ một tí, nhìn vào một tí thì thấy rõ ràng là tại sao họ làm như vậy. Mà tôi dám chắc là ông DeSantis ra nó chưa chắc ông ta đã trúng tuyển cho Đảng Cộng Hòa, biết đâu vào Nixon ấy. Đó,
thì vấn đề ở đây nó không phải chỗ đó, nhưng mà đó là đối với tôi nó là hòa mù, cái chuyện nhỏ. Một ông tổng thống mà đi cãi nhau như vậy thì cái nó coi không được, coi không được. Nếu mà chúng ta là, đừng quên, chúng ta dù muốn hay không, chúng ta là cũng là gốc Việt Nam, chúng ta có một số như là về vấn đề mà đạo đức trong xã hội, đạo đức chúng ta đâu có thể ăn gian nói dối được. Ăn gian nói dối thì nó cũng lòi ra ngoài thôi. Thì đối với tôi đó, ông DeSantis hay ông Trump thì như nhau, hai người cùng nói láo thì làm sao mà quý vị tin được. Người ta ra tranh cử là đại diện cho mình, là những người lãnh đạo của một nước, mà lãnh đạo của một nước mà ăn gian nói dối thì ai tin được. Thì ngoại quốc thì làm sao mà đi ra ngoài, làm sao nói chuyện với ngoại quốc được. Thì ở đây đó, anh Hoàng Bách hỏi tôi một cái câu đó, thì đối với tôi đó, tôi không phải là tôi bác, nhưng mà tôi nói là hai người như nhau có khác gì đâu, đúng không? Cùng là gian cả. Nếu mà gian đó, thì làm sao mà có những cái căn bản đạo đức để đại diện chúng ta được, đúng không? Tôi chỉ nói một cách như là chung chung như vậy, dựa trên những quy tắc mà nghĩa là đối xử về vấn đề đạo đức chính trị. Dạ vâng, qua sự trình bày của tiến sĩ Đinh Trung Quân, chúng tôi xin phép khép lại chương trình ở đây. Chúng tôi thành thật cảm ơn quý vị đã bỏ thời giờ để theo dõi trong chương trình Người Việt Channel. Và cảm ơn tiến sĩ Đinh Trung Quân. Xin kính chào và xin nhắc nhở quý vị ủng hộ chương trình bằng cách là quý vị subscribe, like và share. Nói theo kiểu Việt Nam thì gọi là đăng ký đó, subscribe đó là ghi danh đó vào, thì những cái chương trình sau đó, đó họ tự động khi mà đưa lên chương trình mới đó, họ tự động gửi vào computer, gửi vào cell phone của quý vị rất là đơn giản. Chúng tôi xin kính chào và hẹn với quý vị trong chương trình lần tới. Mời tiến sĩ Đinh Trung Quân có lời chào. Vâng, xin chào quý khán giả của Người Việt Channel, và xin hẹn quý vị trong một ngày gần đây, nhất là Tết sắp tới rồi, thì nghĩa là tôi sẽ cố gắng tìm những cái gọi là cái đề tài nào mà nói cho nó vui vẻ, chứ không phải là toàn là nói những cái chuyện mà gian dối mệt quá đấy. Dạ vâng, chúng tôi xin kính chào quý vị và hẹn gặp quý vị trong chương trình lần tới.